Hôm nay con xin phép đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ. Bạn gái con muốn mua quà cho bố mẹ. Nhớ mua cái món ngon vậy nhá. Là nữa. Ngon là sản phẩm của công ty cổ phần thực phẩm Việt Nam chăm lo sức khỏe cho cả gia đình bạn.